Cùng iFly Channel tìm hiểu marketing online và marketing truyền thống có gì khác biệt nhé. Doanh nghiệp trong thời đại hiện nay có nhiều lựa chọn để tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm của mình. Trong đó marketing online và marketing truyền thống là hai phương thức tiếp cận khác nhau. Trong video này, chúng ta sẽ so sánh giữa hai phương thức này để hiểu rõ hơn về ưu và nhược điểm của mỗi phương thức thứ nhất là phạm vi tiếp cận khách hàng marketing truyền thống thường tập trung vào các kênh truyền thông truyền thống như quảng cáo trên truyền hình báo chí tạp chí phát sóng truyền hình và đài phát thanh trong khi đó marketing online tập trung vào các kênh truyền thông số như mạng xã hội email trang web và quảng cáo trên mạng thứ hai là tính tương tác marketing truyền thống thường không tạo ra sự tương tác đáp ứng ngay lập tức với khách hàng trong khi đó marketing online tạo ra một môi trường tương tác với khách hàng giúp tạo ra một mối liên kết giữa khách hàng và thương hiệu thứ ba là đối tượng khách hàng marketing truyền thống thường được định hướng với khách hàng có độ tuổi cao hơn trong khi marketing online tập trung vào khách hàng trẻ tuổi hơn ngoài ra marketing online cũng cho phép tiếp cận khách hàng đặc biệt nhóm khách hàng và địa điểm cụ thể Thứ tư là chi phí, marketing truyền thống thường có chi phí đầu tư cao hơn marketing online. Đặc biệt là khi quảng cáo trên các kênh truyền thông truyền thống như truyền hình hoặc tạp chí. Trong khi đó, marketing online có thể được thực hiện với chi phí đầu tư thấp hơn. Thứ năm là đo độ hiệu quả. Marketing truyền thống thường khó đo lường hiệu quả, do đó khó có thể điều chỉnh và tối ưu hóa chiến dịch. Trong khi đó, marketing online cho phép đo lường hiệu quả một cách rõ ràng và dễ dàng hơn các công cụ phân tích web có thể đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Cung cấp thông tin về lượng truy cập lượt xem và tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng. Thứ sáu là thời gian. Marketing truyền thống thường có thời gian chu kỳ dài hơn vì quá trình sản xuất quảng cáo truyền thống có thể mất nhiều tháng. Trong khi đó, marketing online có thể thực hiện và đăng tải nhanh chóng, giúp đáp ứng nhanh chóng với thị trường thứ bảy là khả năng tương tác marketing online cho phép tương tác ngay lập tức với khách hàng bằng cách sử dụng mạng xã hội email và trang web trong khi đó marketing truyền thống chỉ cho phép tương tác khi khách hàng liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp thứ tám là sự phổ biến marketing truyền thống vẫn là một phương thức quảng cáo phổ biến nhưng đang dần bị thay thế bởi marketing online đặc biệt là trong thời đại số hóa hiện nay Cả marketing truyền thống và marketing online đều có ưu và nhược điểm của riêng mình. Marketing truyền thống tập trung vào các kênh truyền thông truyền thống và tiếp cận khách hàng có độ tuổi cao hơn. Trong khi marketing online tập trung vào các kênh truyền thông số và tiếp cận khách hàng trẻ tuổi hơn. Tuy nhiên, marketing online cũng có chi phí đầu tư thấp hơn và cho phép tương tác nhanh chóng với khách hàng. Trong khi đó, marketing truyền thống vẫn là một phương thức quảng cáo phổ biến nhưng đang dần bị thay thế bởi marketing online trong thời đại số hóa hiện nay. Do đó, doanh nghiệp cần phải lựa chọn phương thức marketing phù hợp với sản phẩm và khách hàng của mình để đạt được hiệu quả tối đa. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.